Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ các bản ngọc Yata. Thì mọi người, cái Yata mùa này á, thì đây là một cái y tướng nó cực kỳ là mạnh ở mùa này luôn. Thì chơi từ bắt đầu là từ kim cương trở lên á, thì Yata cấm rất là nhiều nha mọi người, tại vì nó rất là mạnh. Thì bản ngọc Yata mùa này mình sẽ chia sẻ như sau nha. Đầu tiên, đó chính là công phép cộng 54, xuyên giáp phép là 88, hút máu phép là mình lên 5%. Tốc chạy là mình lên 5% và tốc đánh là mình lên 11% nha. Thì khi chơi Yata mọi người, đây là cái bản ngọc mà mình chơi là mình sẽ lên công, full công mọi người. Ở đây mình sẽ ưu tiên lên cho nó là công phép nó cao lên. Thường thường á, pháp sư á, mình chỉ lên là công phép của nó là 40 mấy thôi. Ở đây mình lên tới công phép 50 mấy ạ. Thì mình sẽ ưu tiên cho nó lên công phép cao lên. Tại vì mình sẽ lên thêm bản ngọc tím á, là công phép nữa. Và hút móc phép thì mình chỉ lên 1% thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào bản ngọc nha. Đầu tiên á, 10 viên ngọc đỏ thì mình sẽ lên là công phép và xuyên giáp phép. Công phép là 4,2, xuyên giáp phép là 2,4. Cái ngọc tím á, thì mình sẽ lên 5 viên. 5 viên là công phép là 2,4 và hút móc phép là mình lên 1%, mình lên 5 viên nha. Và 5 viên còn lại thì mình sẽ lên tốc đánh và tốc chạy là 5 viên nha mọi người. Còn về ngọc xanh á, thì mình sẽ lên là xuyên giáp phép và tốc đánh. Xuyên giáp phép mình lên là 6,4, tốc đánh là 0,6%, mình lên 10 viên. Thì như vậy là mình đã lên xong cái bản ngọc nha. Rồi, thì ở mùa trước á, thì khi chơi Yata thì nó không mạnh bằng mùa này nha mọi người. Thì mình cũng nói chia sẻ mọi người là cái chơi Yata nha, hay là tất cả các vị tướng khác. Thì cái phần bản ngọc á, nó chỉ giúp ích cho cái vị tướng của mình á, là khoảng 15-18% thôi. Còn cái phần mà quyết định để mà mình chơi tướng tốt không á, là mình phải cái cách trang bị của mình á, cái cách lên đồ của mình đó mọi người, đó là quan trọng. Thì sau đây mình sẽ đi vào cái phần trang bị nha. Rồi, trang bị của Yata thì mình sẽ lên như sau nha mọi người. Đầu tiên á, thì mình sẽ lên cái phượng hoàng lệ. Món thứ hai mình sẽ lên giày kiên cường. Món thứ ba mình sẽ lên cái trượng bùng nổ. Và món thứ tư là lên dư niệm Makate. Món thứ 5 chính là cái quyền trượng nha A. Món thứ 6 chính là cái trượng hổ mang nè. Ở đây là cái phần trang bị mình hay dùng thôi. Hoặc là mọi người cũng có thể dùng được cái trang bị như sau. Đây là cái trang bị thứ hai mà mình chơi đi mid. Thì trang bị này thì chơi sát thương nó cao hơn nha mọi người. Đầu tiên mình sẽ lên chiếc giày thuật sĩ. Món thứ hai là trượng bùng nổ. Món thứ ba là viên niệm Hakate. Món thứ tư là quyền trượng A. Món thứ năm chính là trượng hổ mang. Và cuối cùng là sách thánh nha. Thì tất cả đều lên là mình lên phương công hết. Mình không có lên thủ gì hết, mình lên công thôi nha mọi người. Nên là khi chơi Yata thì lên công hết thì nó sẽ yếu ở cái lượng máu. Nên là rất là dễ bị bắt lẻ. Khi mà nó tung chiêu ba xong mà thì nó rất là dễ bị bắt lẻ. Rồi, đây là cái phần trang bị. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần cuối cùng, đó chính là cái phù hiệu nha. Thì phù hiệu của Yata mình sẽ chọn cho nó là sát thương chí mạng. Đó chính là cái ma chú á mọi người. Thì khi chơi chọn cái ma chú á, thì cái giúp cho cái vị tướng Yata này á, nó sẽ tăng thêm cái lượng sát thương dồn rất là cao, dồn lên mục tiêu đơn rất là mạnh luôn. Thì để chọn được cái phù hiệu á, ma chú đầu tiên hãy chọn cái này là màu đỏ nè. Xong mà tiếp cái màu tăng CT ở trên. Tiếp theo là cái ở dưới tăng CT. Cuối cùng là cái sát thương chí mạng ở giữa nha. Đây là cái hiệu của Yata. Thì cái phần mình chia sẻ về Yata đó đây là hết nha. Mình xin hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.